Bây giờ mình thấy cái thằng Abiab này nó chạy cũng nhanh quá rồi các bạn, nó nhanh và nó tốc độ ghê quá. Mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Này là nó cài chảo 7, chảo 8 luôn nha các bạn, chảo 8 luôn á. Tức là mình quay hồi hôm nay cũng nhiều rồi, mình chỉ mới thấy Abiab là chạy chảo 8. Như bữa quay cái chiếc của anh Lâm ở Dương Minh Châu hình như là chảo 7 chảo 8 anh quên rồi ta, hình như chảo 7 hay gì à. Chiếc này đi chảo 8 rồi nè các bạn. Tốc độ thì khỏi bàn ha, sáu máy. Tốc độ thì kinh khủng luôn. Tốc độ kinh khủng và bụi cũng kinh khủng nha các bạn. Bụi dữ lắm nha. Đây là đốt rơm các bạn, ruộng đốt nè nên cài bụi dữ lắm. Không có sức để chạy theo luôn các bạn, chạy quá lẹ luôn. Bao nhiêu bụi là ăn hết luôn. Ăn hết bao nhiêu bụi luôn. Mặt trời này khó quay luôn các bạn. Ba hồi nắng ba hồi mát đó, nên là mình khó chỉnh cái độ sáng đó. Mình không có chỉnh tự động á, chỉnh bên cái phần chuyên nghiệp á, nên nó khi mà vô quay rồi mình không có kéo nó tăng giảm cái độ sáng được.
trên gió cho đỡ bụi nha các bạn, đỡ bụi chút. Xuống lên đó là muốn bứt cái hàng này các bạn, rất là nhanh luôn ha. Bây giờ nó lên hàng bên kia luôn các bạn. Đó, lên hàng bên kia luôn rồi nè. Miếng sót lại 5 tấc à. Là nó xuống đó là xong cái lần đó đó coi. Rồi thôi mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Bụi quá. Quay cái này không bao lâu cho bị viêm mũi luôn á. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bye bye các bạn.